Alo, xin chào tất cả bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn tiếp một cái cách nữa, là cái cách này là sẽ thay đổi được cái kích thước của dầm nha các bạn. Bài vừa trước thì mình đã chia sẻ là để tạo một cái dầm rồi. Thì bây giờ các bạn click vào cái dầm này nha. Đó, thì hiện ở đây là mình sẽ thấy được là kích thước của nó là 400 nhân 800 nha các bạn. Thì bây giờ mình muốn thay đổi nó thì mình sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ vào Edit Type nha. Rồi, ở đây các bạn lưu ý là các bạn thay đổi là bạn phải duplicate lên nha. Duplicate lên để cho nó giữ cái bản gốc lại, các bản gốc nó không bị thay đổi đó. Thì đây mình sẽ đổi là 200 nhân 400 nha. Đó, thì bạn đã đổi cái tên đó rồi thì bạn phải thay đổi ở trong này. B là chiều dài, còn H là chiều cao nha. Thì chiều dài mình sẽ cho là 200, còn H là 400 nha. Đó, ok. Thì các bạn thấy cái dầm này đã thay đổi thôi, và trong này nó cũng sẽ xuất hiện luôn. Đó, trong này thì nó sẽ có những cái dầm 200, 400 này, rồi 300, 600, 400, 800 này. Thì sau này các bạn vẽ cái đoạn nào thì các bạn chỉ việc vào đây để chọn cái đoạn đó thôi. Ví dụ bây giờ mình muốn vẽ cái dầm 200, 400 thì mình click vào đây. Đó, mình sẽ vẽ từ cái cột này qua nha. Beam. Đó. Click vào đây. Ok nha các bạn. Ồ, nãy mình chưa thay đổi cái dầm này, vẫn còn cái dầm 400 x 800 này, mình xóa nó. Beam. Và mình chọn cái dầm 200 400. Đây. Rồi, kéo qua nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye.